Phật ma giao chiến, Nam Hải cổ Phật từ bi. Lúc này, thiên hạ rất nhiều những yêu ma quỷ quái, thảy đều nhộn nhịp tới tấp ra khỏi động, mỗi mỗi đều hiển thần thông. Những người không hiểu, không tỏ chân lý, thì thường hay chìm đắm, say mê ở những thần thông lạ lùng kỳ dị. Do sự thôi thúc của cái tâm hiếu kỳ, nên thường hay tẩu hỏa nhập ma, làm ra rất nhiều những chuyện không nên làm mà lỡ mất tiền đồ tu đạo. Thiên ma, tức là tâm ma, có thể thu rút hình tướng như muôn ức hóa thân của tiên Phật vậy, mỗi mỗi ở trong tâm của con người. Nếu như tâm niệm hơi lệch lạc một chút, hắn bèn lập tức có thể thừa cơ mà gây rối, khiến cho tâm ý của người tu đạo mờ mịt mơ màng, vọng tưởng tạp sinh tứ tung, mà làm ra rất nhiều những chuyện hồ đồ bại đạo. Thậm chí là chỉ cần một lời nói, một hành vi không thận trọng thì đọa vào ma cung. Không thể không thận trọng đấy. Cái tướng hiện hình của chúng như sau: tâm hoài nghi thiên đạo không thật, tưởng rằng chẳng cần tu trì cũng có đạo. Tâm hoài nghi các tu sĩ không thật, tưởng rằng các tiền hiền tu đạo cũng chẳng qua chỉ là một người phàm. Trong lòng ưa thích tìm kiếm một số những linh thông kỳ dị, lấy sự cao thấp của thần thông để so đo sự cao thấp của đạo hạnh. Trong lòng bắt đầu biến nhát đối với việc bàn đạo độ người, thành toàn đạo thân, cho rằng tu đạo nhiều năm, chẳng có tí linh thông, chẳng có kiến chứng, chẳng qua chỉ là trì chay đàm đạo, chẳng thể siêu sanh liệu tử. Trong lòng hoài nghi đường kim tuyến của mình không thật, tưởng rằng phải có tiên Phật hiển hóa, hoặc là tiền nhân phải có thần thông, có thể chỉ dạy cho thần công, có thể chỉ dạy tĩnh tọa tham thiền thì mới là chánh tông. Cho rằng những đạo lý bình thường thì không đủ là công phu tu đạo. Bàn luận vô vị không thể làm thỏa mãn tâm lý. Ưa thích tìm kiếm những sự kỳ dị để gây kích thích hưng phấn. Trong lòng ưa thích quanh đi quẩn lại trong huyền quang nhất khiếu. Diện mục vô hình vô tướng, sanh ra rất nhiều những sự linh dị và cảm ứng, thì bèn cho rằng là ứng chứng đắc đạo. Nào biết rằng ma bèn đã lẻn vào bên trong tâm của con để gây rối. Trong lòng cứ hay cho rằng đạo trường của người khác tốt hơn, tiền nhân của người ta tốt hơn, đạo thân của người ta tốt hơn, mà bèn có cái tâm dần dần xa lánh đạo trường của mình, chỉ muốn lại tìm một nơi khá tốt hơn để tu hành. Lúc này tuyệt đối chớ có để bị lôi kéo. Một đạo trường cũng ví như một thiên cung vậy. Từ thiên cung chỗ này đến thiên cung chỗ kia, tất có một khoảng cách. Ở giữa có sự đen tối như mực, tất có những yêu ma quỷ quái. Chớ có tùy tiện mà lìa khỏi đạo trường, nếu không sẽ dễ bị ma vương bới móc ly gián mà rơi vào lòng bàn tay của ma. Trong lòng ưa thích khoe khoang những kiến chứng của bản thân, cho rằng tất cả những tâm lý khác lạ hoặc những cảm ứng sinh lý chính là huyền cơ của tu đạo. Đấy là ma vương lợi dụng cái tâm hiếu kỳ của con mà làm mê hoặc con đấy. Đạo lý tinh thâm nhất thì chẳng có lời nói. Cái đạo chí thiện chí mỹ chẳng có huyền cơ, chỉ là bình dị, càng chẳng có những linh dị, không thể lấy sự cảm ứng của tự thân làm chỗ quy y. Nhất định cần phải lấy việc thực hành những chân lý của các bậc thánh hiền tiên Phật làm sự hành trì, nếu không thì là rơi vào lòng bàn tay của ma. Địa ma, tức là tất cả những sơn yêu thủy quái ưa thích bám nhập vào cơ thể người, kêu rống bừa bãi, làm mê loạn nhân tâm, khiến người ta tâm thần tán loạn, chẳng biết làm sao cho tốt, cứ như lại bị thần kinh vậy. Chúng rất thích mượn nhập vào người của các kê sinh ở các nơi thần đàn. Có khi cũng sẽ tìm nhập vào những người bình thường, nhưng bảo rằng mình là vị thần thánh nào đó. Muốn các con làm những gì, muốn đại chúng làm những gì, hoặc bảo là muốn cứu đời, hoặc bảo là muốn độ chúng, đủ cả mọi thứ.
cũng có đạo lý vô cùng tinh thông. Ta khuyên các con chớ có bị mê sùng, nếu không thì thảy đều vào gọn trong bẫy lưới. Người tu đạo nên kiên giữ đạo tâm, trọng hành đại đức, lấy công chuộc lỗi, lấy đức phục oan. Siêng năng tu hành chớ có biến nhát, lòng chí thành thủy chung đầu cuối cũng có thể tiêu lỗi. Đấy thật là phương thức tốt để liệu dứt mọi oan thù, là con đường tắt để thành chơn. Nếu như tâm vẫn còn do dự, thoạt tiến, thoạt lùi, chẳng biết tôn sư trọng đạo, chẳng mau chóng hành công liễu nguyện, thì bị nghiệt quỷ đeo bám người là điều tất nhiên. Nếu chỉ phát nguyện mà chẳng hành, thì khó mà có công đức để siêu bạt các oan nghiệt đấy. Vì sao mà các con trong cuộc giao chiến giữa Phật và ma vẫn cứ là Phật chết, ma thắng lợi vậy? Bởi vì lòng tin của các con không đủ, bởi vì lòng từ bi của các con chẳng phát, bởi vì các con chẳng vung bội hỏa hầu, bởi vì các con thật giả chẳng phân. Hiện nay, ngũ bàn gồm Phật bàn, thiên bàn, địa bàn, thủy bàn, âm bàn và tứ quý gồm thánh, hiền, tiên, Phật, thảy đều hạ phàm. Ma, quỷ, người, tiên, thảy đều ở cùng nhau, ngày ngày cùng ra vào. Ma nếu giác ngộ cũng có thể tu thành tiên Phật.